Đợt trước thì cái lần trước là chúng tôi trình bày quý vị, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy đạo tràng dường như là không hấp thu được nên nó khô. Rồi hôm nay chúng tôi sẽ đưa tới cái một cái bài pháp nó tươi mát hơn. Bài pháp này tôi trích dẫn ở trong cái pháp cú kinh câu kệ số 62. Rồi, cảm ơn thầy. Thì câu kệ số 62 này cái nguyên văn tiếng Pali như sau: là Buddha Mathe, là ta có con, Tha Năng Mathe, ta có tài sản, Ý Tí Ba Lô, Ba Lô là người ngu nghĩ như vậy, Quý Hành Nhất Tí tức là cảm thấy sầu khổ. Như vậy hai câu đầu như vậy: ta có con, ta có của, ta có con, ta có tài sản, người ngu nghĩ như vậy nên thấy sầu khổ. Atta hí, chính thân này, Atmano nát thế, cái thân này cũng không có. Nên Hòa Thượng Minh Châu dịch là thân ta còn không có, cái thân này còn không có. Cú tô bút ta, con ở đâu? Cú tô thánh năng, tài sản ở đâu? Thì nguyên câu kệ Pali mà được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch như sau: con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ quấy khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Câu kệ thì đương nhiên là cái đơn giản như vậy, nhưng mà cái ý nghĩa trong này rất là sâu thẳm. Thông thường thì những cái kệ pháp cú á, những câu kệ pháp cú á, thì khi mà chúng ta đọc mà chúng ta suy ngẫm ra thì ở trong những câu kệ pháp cú này là đạo quả nằm trong đó. Nhưng mà chúng ta bỏ quên, chúng tôi tham khảo rất nhiều bản pháp cú, từ bản pháp cú của ngài Pháp Minh cũng có, bản pháp cú của Viên Chiếu cũng có, bản pháp cú dịch ra từ tiếng Anh ra cũng có, nhưng mà chưa có bản nào mà giải thích về những câu kệ ngôn á, chỉ nó phớt 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 mà chú ý về những cái duyên khởi, tức là câu chuyện. Nên câu chuyện nó cũng rất là hay. Vì từ câu chuyện này chuyện nó trở thành là một cái đề tài để từ đó Đức Phật ngài nói lên câu kệ ngôn. Nhưng mà cái câu kệ ngôn đó đó, nó chính là trong đó cái cho chúng ta có cái thánh đạo thánh quả ở trong đó. Nếu như chúng ta hiểu và chúng ta thực hành theo thì có thể từ chuyển thành từ phàm nhân trở thành thánh nhân, chứ không phải không đâu. Thì bốn câu kệ chúng ta nghe bình thường như vậy: con ta, tài sản ta, rồi nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Câu chuyện này nó khởi xuất từ một cái kệ ngôn này khởi xuất từ một câu chuyện như sau. Tức là trong thành Sāvatthī, tức là thành Sa Vệ, có một ông trưởng giả. Ông trưởng giả này có trùng tên với ngài Ananda, là trưởng giả Ananda. Ông có một cái tài sản độ khoảng 400 triệu tiền vàng. Và trong thời Đức Phật, cái người mà có tài sản khoảng chừng 100.000 đồng tiền vàng thì đủ để sống suốt đời mà không phải lo âu, không phải lo âu gì, 100.000 tiền vàng thôi. Mà ông này có tới 400 triệu tiền vàng, số tiền rất là lớn. Nhưng mà ông có cái tiền như vậy đó mà ông không dám tiêu pha. Chứ cứ mỗi nửa tháng ông họp bà con thân đồng lại, nhất là cái ông có một cái người con trai tên là Mulasiri. Ông dạy rằng là đừng có cho rằng cái 300 400 triệu tiền vàng này là nhiều. Nếu mà mình xài á, mình tiêu pha đó nó sẽ mất đi. Cố gắng làm thế nào á mà đừng có bị cái tài sản bị giảm thiểu. Coi như nhìn như những cái con kiến như vậy. Nó có đầy đủ kho lương thực nhưng mà nó cứ đi kiếm ăn, nó đi kiếm mang về cho nó làm cái tổ của nó đầy đủ thêm. Thì chúng ta cũng phải giống như con kiến vậy, đừng có cho rằng cái số tiền này nó nhiều mà phải làm sao số tiền này nó tăng lên, cũng giống như là những con kiến, cái mặc dù trong trong cái hang của nó cái kho lương thực đầy đủ rồi đó, nhưng mà nó vẫn đi kiếm cái này cái kia đem về. Và ông không bao giờ biết bố thí, không biết làm những việc từ thiện gì hết. Rồi khi mà ông gần trong ông có cái một số tiền lớn về đó,
Rồi ông lo lắng cho nên mới chôn ở trong nhà ông, chôn năm cái chỗ. Trong khi ông chôn hết những cái năm cái hầm tài sản như vậy, rồi bất ngờ ông bị bệnh, bạo bệnh. Không ai biết được cái chết nó đến lúc nào mà. Nó không thể biết được nó chết từ lúc mà thiếu niên có, trung niên có, hay là xế niên hay là lão niên có. Nó chết bất ngờ, đến bất ngờ. Đâu cứ nghĩ rằng ông sống dai như vậy, nhưng mà đâu có sống dai được. Bất ngờ nó chết đi, nên cái chết nó tới. Mà chết nó tới, mặc dù ông là người không có phạm nhân giới hạnh gì hết, nếu ông người giàu quá, ông không có sắc sanh, không có lấy của, không cho gì hết, nhưng ông có cái tính keo kiệt, nó là như vậy. Thì khi mà chết vậy, ông tái sanh làm người. Tại vì không có phạm giới cho nên ông tái sanh được làm người. Nhưng mà do cái bỏng sẻn, cái keo kiệt cũng như vậy, để ông sanh ra cái làm người đó, thứ nhất là cái tay chân của ông nó xấu xí, nó xấu xí. Và mặt mũi, mắt và mũi ông đặt miệng luôn, ba cái mắt mũi miệng đặt ở không có đúng cái vị trí. Người ông đó, nhìn không ra người mà cũng không ra cái gì hết trơn, rất là kinh sợ. Nhưng mà khi mà ông, cái ông này ông mệnh chung tái sanh vô trong một cái làng. Cái làng này được gọi là làng nô lệ. Đó là những người nô lệ họ quay quần với nhau, họ sống lại tạo thành ra một cái làng. Mà khi mà ông tái sanh vô trong cái làng nô lệ này đó, thông thường đó, những người trong cái làng này buổi sáng họ đi ra họ tìm việc làm, lúc nào cũng có việc làm hết, mặc dù nó không giàu nhưng mà có đủ để mà sống trong ngày hay là một vài ngày chứ không. Nhưng mà từ khi mà cái ông trưởng giả này đó, ông trưởng giả Ananda này đó, ông tái sanh vô trong cái ngôi làng đó, thì những người dân làng đó đi tìm việc làm không có được có một cái việc làm nữa, tức là thất nghiệp vậy đó, đói khổ do cái ảnh hưởng cái hài tử sinh vô như vậy. Hài tử mà thường thường mà cái những người mà hà tiện đó, thì chính bản thân họ đã không có những cái tài sản để chi dụng rồi, mà họ làm ảnh hưởng tới những người khác luôn. Ví dụ giống như chúng ta không có nóng, nhưng mà chúng ta ngồi gần cái đống lửa chúng ta bị nóng nè, mà bản thân chúng ta nó không nóng, nhưng mà nhìn ngồi gần cái đống lửa thì mình có nóng nè. Mặc dù chúng ta có khỏe mạnh như vậy, nhưng mà cái thời tiết lạnh nó tới chúng ta cũng cảm thấy lạnh. Hoặc giả rằng chúng ta là người rất là sạch sẽ, nhưng mà đi qua một cái đống rác nào đó, cái hơi của đống rác nó bám vô, chúng ta cũng cảm thấy là cái người nó bị hôi hôi thôi. Như thế nào cũng vậy. Thì cái ông này, ổng là trước đây ổng coi keo kiệt bỏng sẻn, ổng không có bố thí, không có giúp đỡ gì ai hết, và ổng cứ tích lũy tài sản thôi. Nhưng mà khi mà chết ổng đâu mang theo được đâu, đúng không? Cho nên tái sanh vào trong cái làng nô lệ đó. Khi mà tái sanh vào làng nô lệ đó thì ảnh hưởng với cái nghiệp mà bất thiện của ông, tức là nghiệp bỏng sẻn của ông. Nguyên cả làng không thể đi tìm được một cái việc làm nữa hết. Và ông trưởng làng mới nói là như vậy, là trong làng chúng ta là có một cái người ác nghiệp nó sanh vào đây. Do ác nghiệp sanh vào đây cho nó ảnh hưởng trong cái làng chúng ta. Bây giờ nó tách ra, tách là chia làm hai. Thì cái làng nào mà không có cái hài tử tái sanh vô, tức là hải tử này tái sinh vô trong cái thai bào của một người nữ nô lệ ở trong cái làng đó, hãy tách ra, thì những cái nhóm nào mà không có cái nhóm này á, không có cái hải tử này thì kiếm được việc làm, kiếm được cái công việc để mà có nuôi sống được. Và cứ như vậy tách, rồi cuối cùng lòi ra là một cặp gia đình này, là cái người nữ này đang mang thai. Và khi mà nó mang thai hải tử này á, thì chính bản thân hai vợ chồng của cái hải tử này kiếm cũng không đủ ăn nữa. Và do đó cái luật làng nó biết là đây là cái ác nghiệp của hài tử này rồi, mới trục xuất hai người này ra khỏi làng. Mà khi mà trục xuất hai người này ra khỏi làng đó, làng trở lại cái một cái sinh hoạt là bình thường, kiếm việc làm được, có công ăn việc làm, vân vân. Thì nói về hai cái người này mang cái thai bào đi, thì ngay cả kiếm việc làm để mà có công ăn qua ngày cũng không có nữa, cứ bữa đói bữa no, bữa đói bữa no. Người chồng chịu không nổi, tức là người cha chịu không nổi, nửa chừng bỏ vợ bỏ con trốn đi luôn. Rồi bà mẹ sinh ra đứa hài tử, rồi sinh ra một hài tử nó mặt mũi nó không có nằm đúng vị trí, mắt mũi miệng nằm không đúng vị trí, và thân hình nó siêu vẹo, nó không có ngay ngắn này. Nhưng mà cái tình thương con mà, bà mẹ cũng cố gắng, mà hôm nào mà bà mang con đi theo đó,
ngay cả đi xin cũng không có. Phải bỏ đứa con lại ở nhà đó thì quả mai bà còn có đi xin được, có ăn, hoặc người ta kêu gọi bà làm việc có tiền để mà sinh sống. Nó ảnh hưởng cái ác nghiệp đó là như vậy đó. Bà chịu đựng đến khi mà đứa bé được 5 tuổi, bà chịu không nổi nữa rồi. Bà mới kiếm một cái bác cho nó, bảo con hãy vô cùng sớm kia con đi sinh rồi. Thì cái thằng bé này nó ôm cái bác, nhỏ vừa tầm đó, nó vô đi sinh. Thì nhân lúc mà bé đi, bà mẹ chịu không nổi trốn luôn. Nó ở cái bữa no bữa đói chịu không nổi mà. Thì đứa bé nó đi sinh lắc lẻo sống qua ngày. Nó đi dần dần tới cái chỗ ngày xưa nó ở, tức là cái dinh thự của nó, cái nhà của nó. Là có nhớ là chỗ này là hồi đó giờ nó thường ở đây nè, ở trong này. Và nó đi vô, giống như quen thuộc vậy đó. Mà lạ khi mà nó đi vô vậy đó, không ai thấy. Mà nó đi lên, nó đi tầng 1 đến tầng 2, rồi nó đi tới tầng 3. Thì bây giờ cái ông trưởng giả, con của ông trưởng giả cũ, tức là trưởng giả cũ bây giờ trở thành là một đứa bé đi ăn xin như vậy đó. Thì con ổng đang là trưởng giả, cũng là trưởng giả, thì cha chết là nối nghiệp cha trở thành là trưởng giả. Ông trưởng giả con có tên là Mulasiri. Ổng đi vắng, thì ổng có đứa con đang ở trên cái lò qua đó. Thì cái thằng bé ăn mày đi lên, nó lên mà hình ảnh nó kỳ dị như vậy. Đứa bé sợ quá khóc than lên. Thì gia nhân nghe tiếng khóc của cậu chủ mà lên thấy đứa bé này, thấy người lạ mà ghê quá, đánh đập nó, rồi ôm nó giục nó qua ở vô đống rác như vậy. Mà nó nói không được, nó nói thì đâu ai tin nó đâu. Thì bây giờ Đức Thế Tôn với ngài Nanda đang đi bác tới, ngài nhìn, ngài biết ngay được cái mọi cái tiền sự của cái đứa bé này rồi. Biết qua ngài Đức Phật ngài nói ngài Nanda đó là hãy giữ đứa bé này lại, và cho mời ông trưởng giả Mulasiri là con của ông trưởng giả trước đó tới đây. Nói Đức Phật ngài nói này trưởng giả, cái đứa bé ăn mày này nó không phải là ăn mày đâu, mà kiếp trước là cha của ông đó. Nhưng mà kiếp trước nó giàu mà nó không có tạo những cái việc thiện như là bố thí hay là cúng dường đến những gì xong ông bà đúng không, cho nên bây giờ nó là nghèo khổ như vậy, nó đi ăn mày như vậy. Ông trưởng giả làm sao mà tin, được nó có tin được. Thì Đức Phật này dùng cái thần lực, ngài làm cho cái đứa bé này nhớ lại, nó nhớ được kiếp trước của nó. Và Đức Phật dạy nó này ăn ra, cái đứa bé này cũng tên ăn ra, hãy chỉ cái tài sản cho con người đi. Thì lúc đó thằng bé này nó mới đi tới từ chỗ cái chỗ mà nó chôn giấu tài sản, năm chỗ chôn giấu tài sản mà đào lên có những cái tài sản đó. Thì bây giờ ông Mulasiri mới biết được đây là hậu thân của cha mình. Nhưng mà nhận không nhận, cái đứa bé nó xấu quá đi, nó ghê gớm quá đi. Biết nó vậy, chu cấp nó vậy, nhưng mà nhận nó không nhận. Đức Thế Tôn khi đó người ta tới, người ta bu danh quanh Đức Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn nên thuyết lên cái tứ diệu đế về cái sự khổ, cái khổ trong vòng thiên đỉnh luân hồi xong. Thì nhân cái sự kiện này Đức Phật ngài nêu ra là cái những câu kệ ngôn như sau, tức là Buddha mắt thí, Buddha là con, là những đứa con, mắt thí từ chữ mê là ta, là tôi, cộng với á thí là có, Buddha mắt thí tôi có con, rồi thá năng mắt thí, thá năng là tài sản, mắt thí từ chữ mê là tôi, á thí là có, tôi có tài sản, ý tí ba lô. Ý tí là điều đó như vậy, nghĩ là như vậy đó. Bali rất là rõ ràng là cái điều trước đó là như vậy. Ba lô là kẻ ngu nghĩ như vậy. Quý hành nhá tí là sinh ra sầu não. Cho nên hai câu kệ này được như sau là: ta có con, ta có tài sản, người ngu nghĩ như vậy cho nên sinh sầu não. Có con, ai có con là biết rồi đó, ai có con là sầu não chứ. Vui thì ít mà sầu não thì nhiều đó. Khi có con rồi thì cái niềm vui nó ít. Khi mà biết mình đứa con ở trong thai bào á, thấy cũng vui chút. Nhưng mà 9 tháng mang thai rồi, 3 năm cho con bú sữa cho con, nó cả một cái chuỗi cực nhọc chứ không nào. Cho nên
cái người ngu á, nghĩ là như vậy á, nhưng mà nó mang tới cái khổ mà không thấy. Atta hí, hí là điều đó, atta là cái bản thân này, cái bản thân này, attano, attano tức là cái bản thân này, ná thí còn không có, thân ta còn không có. Kuto Buddha còn ở đâu? Thái năng Buddha còn ở đâu? Tại một khi mà chúng ta mà lìa xa nhân thế rồi, chúng ta mà không có còn ở trong cuộc đời nữa, thì con đứng nó nhìn thôi. Cái cùng lắm là nó khóc một hai tiếng thôi. Nó khóc đó rồi sau đó nó cười đó luôn. Chứ không phải nó không khóc hoài đâu, nó khóc chừng 3 ngày rồi xong. Về sau là nó cười thoải mái. Rồi cái tài sản mình nó có đó, mình có sợ giữ đâu. Nào là vàng, ngọc, châu báu, tiền bạc, của cải, đất đai. Không, mình nó có sao nữa, mình không sao được. Người khác xài. Những con cháu mình nó sẽ xài, nếu nó kéo gìn giữ thì còn lại. Còn nếu mà nó không kéo gìn giữ thì sẽ một số một chiều cũng tan hoang ngay lập tức. Thì chúng ta nói bài về con. Con thì chúng ta sẽ có, nói gọn thì có hai. Nhưng mà chúng ta hơi rộng chút xíu đi. Con chúng ta có ba loại con. Loại con thứ nhất á, là con mình sinh ra. Ví dụ cha mẹ có đứa con ruột đó, rồi mình sinh ra. Đó là loại con thứ nhất. Loại con thứ hai là con nuôi. Có nhiều người mà không có con á, thì đi kiếm những đứa trẻ đem về để nuôi, sau này làm con nuôi mình cho hoài. Mình cứ đứa trẻ nhiều khi nó không có biết cha mẹ nó ai, nó đi về nó cũng nghĩ là mình là cha mẹ nó, nhưng mà sau này nó cũng biết mình là cha nuôi và mẹ nuôi nó rồi. Đây cái thứ hai là con nuôi. Con thứ ba nữa là đệ tử. Những người đệ tử là con của mình. Những đệ tử là những người mà vị thầy hay là vị sư sinh ra bằng pháp mà sinh ra con. Như vậy con có ba loại con. Đồng thời con cũng có ba loại nữa. Thứ nhất là con kém hơn cha. Rồi cha có thể là trưởng giả, cha có thể là quan quyền gì đó, nhưng mà sanh ra đứa con nó ngu si, nó đần độn, nó không có học cuối cùng thì nó là một cái người vô dụng trong cái xã hội. Ở trường hợp này là đứa con nó không bằng cha mẹ. Trường hợp thứ hai, con nó ngang bằng với cha mẹ. Họ cha mẹ giỏi, sao sanh ra đứa con nó cũng giỏi, rèn luyện vân vân. Trường hợp thứ ba là con nó giỏi hơn cha mẹ. Chúng ta thấy con có ba hạng con nó kém hơn cha mẹ, con nó bằng cha mẹ và con nó giỏi hơn cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ cảm thấy mình người nông dân bị người ta khi dễ mệt nhọc đúng không? Cảm thấy tủi hổ thì cứ có con là họ chăm chú cho con đi học, cực khổ họ chấp nhận, cha mẹ chấp nhận đó. Miễn sao con nó học hành đó, một ngày nó đã thành bác sĩ kỹ sư chẳng hạn vậy. Trong khi con là bác sĩ kỹ sư, con là giáo sư mà người cha người mẹ là nông dân. Ở trong trường hợp này là con hơn cha mẹ. Thì thông thường chúng ta nghĩ như vậy. Còn tài sản cũng vậy, tài sản chúng ta có hai loại tài sản. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói về con có hai loại con. Nhìn vô trong cái bản chất thực sự nó có hai loại con. Một là có những người có những con hiếu thảo, ngoan hiền, nó không có quậy phá, người đó cảm thấy mình hạnh phúc. Có một hạng người có con mà nó cứ quậy phá, nó là không có tốt đẹp, nó cứ tù tội vân vân. Đứa con tù tội thì người ta mẹ cũng phải khổ vậy, nó cũng phải đi thăm nuôi nó vân vân, phải khác như vậy. Nên cái trường hợp này gọi là có đứa con bất hạnh. Cái người này có đứa con gọi là kẻ bất hạnh, đau khổ. Còn người mà có đứa con nó ngoan hiền, nó làm ăn giỏi vắng, nó hiếu thảo vân vân, thì người ta nói là cái người này có phước. Còn mọi người mà có đứa con mà cái bậy phá hàng xóm, là bị thưa kiện, bị bắt bớ, bị vô tù, phải đi thăm nuôi kia, thì người ta gọi cái người này là người vô phước. Cái dân gian người ta gọi vậy mà. Thì đây là chúng ta phân tích theo cái cuộc đời trước cái đã, rồi chúng ta mới đi sâu vào trong cái giáo pháp này. Câu này rất là hay nha quý vị, rất là hay. Mà chúng tôi nói quý vị rằng cái duyên khởi nó chỉ là đưa ra một cái vấn đề. Từ vấn đề đó Đức Phật Ngài thuyết lên một cái kệ ngôn, và ẩn tàng trong kệ ngôn đó chính là cái thánh đạo thánh quả.
mà hiểu được không thì chúng ta sẽ hiểu và chúng ta thực hành theo thì chúng ta sẽ có những thánh quả. Bây giờ nói tài sản, tài sản chúng ta có những loại tài sản ở mà thế tục nè. Tài sản thế tục thì chúng ta có hai loại tài sản nữa. Một loại tài sản thứ nhất là những cái động sản có thể di chuyển được, như thế nào ví dụ như là vàng bạc tiền ngọc hay là gì đó, những cái mà có di động được, nó là một loại tài sản. Một loại tài sản thứ hai là không thể di động được, gọi là bất động sản. Ví dụ chúng ta có giường, có ruộng, có nhà, đó là cũng là tài sản chúng ta nhưng mà nó không có di động được, nó làm chủ nữa. Còn một loại tài sản có thể di động được giống như là vàng ngọc đá quý tiền bạc hay là những cái tư trang vân vân. Mà cái loại tài sản có di động được nó là có hai cách, có là hai loại nữa. Một loại thứ nhất là nó có cái sự sống, một loại nó không có sự sống. Cái loại nó có sự sống như chúng ta sẽ có như những là một đàn bò, một đàn gà, một cái đàn vịt chẳng hạn vậy, nó cũng là tài sản của mình nhưng mà nó là có sự sống. Còn một loại không có sự sống mà cũng tài sản mình, ví dụ mình có vườn cây ăn kìa ăn trái, rồi mình có những cái vườn hoa kiểng không ạ, người ta đi tới mua hoa kiểng mình không phải trả tiền mình vậy, cái đó cũng là tài sản mình, hoặc là ruộng đất của mình chẳng hạn vậy, hay là những cái tượng vân vân, người ta tới người ta mua mình cũng phải cho mình bán cũng được. Nhưng cái loại đó là loại tài sản không có sự sống. Còn như chúng ta có nuôi một con chó, một con mèo, một con lừa hay là một con gì đó, hoặc là chúng ta chủ một cái đàn gà hay là chủ một cái đàn bò hay là chủ một cái đàn dê vân vân, thì cái đó cũng có tài sản của chúng ta. Mà tài sản chúng ta có đó tài sản có sự sống, hoặc con chính là tài sản của chúng ta, nó là một loại tài sản có sự sống. Như vậy thì tài sản nó được phân ra làm hai, tức là tài sản của thế tục. Nhưng mà tài sản thế tục này nó bị cái mạnh lực vô thường chi phối, mạnh lực chi phối. Cái người không quen không đi tìm những tài sản của thế tục, bởi vì tài sản của thế tục này nó giống như là cái ảo ảnh trong sa mạc, thấy nó đó rồi mất nó, thấy nó rồi mất đó. Người ta đi tìm một loại tài sản nào mà nó có vẻ vững bền hơn, mà tài sản của người có trí đi tìm nó chính là cái thánh sản, nó là tài sản của bậc thánh. Rồi Đức Phật ngày dạy rằng cái tài sản của bậc thánh hữu học có 5 loại, tức là tính là tài sản, cái niềm tin là tài sản, mà tài sản nó không ai cướp được việc của mình hết. Rồi cái giới hạnh là một cái tài sản, bởi vì cái tài sản mình nó phát sinh lên cũng từ cái giới hạnh này mà có. Niềm tin mình là một tài sản. Rồi tính giới thí mình đem cho người ta đó thì còn, nhưng mà mình ăn thì hết. Cái người không ngoan thì không bao giờ ăn hết, mà ăn là nếu mình cho người ta để sau này mình còn có một cái cơ hội. Người ta nói rằng đó là mình ăn cái gì cũng hết á, nhưng mà mình đem cho người ta dù muốn dù không, dù người ta không có báo đền cho mình được, người ta cũng nói là mình là có một người có lần đã cho cái người này món gì đó. Mà chúng ta biết rằng trong cái thời mà Đức Phật có một ông Bà La Môn tên là Ra Thá, ông già, ông muốn đi xuất gia, mà cái vị tỳ khưu nói ông già quá làm sao ông học kinh vô, người già không thể học kinh vô được, người già có mang cái cố tật, đại khái là có cái tật nó lớn hơn cái tuổi, cho nên mình cũng không có cho ông xuất gia. Rồi ông có buồn khổ quá, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy ông này có duyên lành, nhìn thấy ông này lộ gân xanh, ông vàng võ, ông vô chùa cái phục vụ tăng chúng rất là tốt và xin xuất gia, ông không xin là cho hết. Nói ông già quá, ông học kinh cũng được, nó học kinh cũng được rồi sao tụng kinh chứ hả vậy, vân vân. Thì ông buồn khổ vậy, thì Đức Phật thấy ông này có tên là Ra Tá, có cái duyên lành chứng đắc đạo quả, cho nên mới hỏi lại, hỏi cái này Bà La Môn, sao mà lúc này ông xanh xao vàng giọt vậy? Nó bạch ngài, con muốn xuất gia mà các vị tỳ khưu không cho con xuất gia, nói con già quá con xuất gia không được, cho nên con buồn khổ. Đức Phật nói như vậy chứ trong cái nhóm tỳ khưu này có ai thọ ơn cái ông Bà La Môn này không? Thì ngài Xá Lợi Phất nó bạch Đức Đông và con thọ ơn ông Bà La Môn này. Này Xá Lợi Phất, ông thọ ơn bằng cái gì? Bạch Đức Đô, khi con đi bác trong thành Vương Xá này thì ông Bà La Môn này cho con một muỗng cơm, con ăn một muỗng cơm con nhớ ông này có ơn với con. Đức Phật dạy như vậy thì này Xá Lợi Phất cho ông Bà La Môn này xuất gia đi.
Thì Đức mà ngài sẽ bớt cho ông Bà La Môn xuất gia về sau ông chứng quả A La Hán. Cho nên quý vị thấy à, mình ăn thì hết. Nếu giả sử mà ông Bà La Môn không cho ngài Sa La Phất cái muỗng cơm thì ngài cũng có nhớ đâu. Mà ông nghĩ không nhớ thì làm sao ông có thể xuất gia trong giáo pháp này được? Mà không xuất gia trong giáo pháp này thì có khó có cơ hội mà chứng bắt đạo quả. Cho nên mình ăn thì hết, nhưng mà cho ta ăn thì còn. Mà Đức Phật ngài dạy trong bài kinh cũng vừa phân biệt kinh ở trong Trung Bộ kinh á, nếu quý vị cho một con thú ăn, quý vị có 100 lần phước. Nói nôm na dễ hiểu, quý vị cho con mèo, con chó, con gà đó một chén cơm thì sau này quý vị sẽ có 100 chén cơm. Rồi quý vị cho những người mà ác giới được 1000 lần phước. Tức là quý vị cho cái người ác giới này kia, ví dụ chúng ta thấy những người ăn mày ăn xin thì chẳng hạn, mình hiểu rằng họ không có giới hạnh gì đâu, nhưng mà cái tâm lòng từ bi mình có, mình cho thì cho một người như vậy đó là sau này một chén cơm mình có được 1000 chén cơm. Và cho những người mà có giới hạnh chẳng hạn vậy thì có là 10000 lần như vậy. Và cho những người mà có cái tâm quy rồi đó, có tâm quy mà giữ giới rồi đó là vô số công đức. Cái người đó thọ dụng, tôi nghĩ rằng là ta thọ dụng cái món vật thực này để chúng ta cố gắng giữ gìn giới cho trong sạch, cố gắng thực hành pháp Đức Thế Tôn để chứng đắc đạo quả. Họ chỉ khởi một cái ý như vậy thôi, thì cái sự cúng dường cho của quý vị đối với người này đó, một chén cơm nó đổi lại vô số cái chén cơm lớn như vậy đó. Chúng ta thấy cái ân đức giới lớn như vậy, nên trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh ở trong Trung Bộ kinh như vậy. Cho nên chúng ta thấy những người ăn mày này kia đó, thì nếu mà chúng ta có thấy có cái không có gì mà gọi là hư hại cái tài sản chúng ta, tức là ví dụ mình để cái món đó mình ăn, nhưng mà mình nhịn ăn chút xíu mình cho người ta, thì cái về sau cái phước này nó gấp 10, gấp 100 lần đến cho chúng ta chẳng hạn như vậy. Thì thí là một cái tài sản, rồi nghe nhiều, nghe Phật pháp là một tài sản. Quý vị nghe mà quý vị hiểu được là cái pháp này nó không ai cướp được nữa, không ai cướp được. Chỉ sợ quý vị nghe không hiểu thôi. Mà quý vị mà khi đã hiểu rồi đó, thấy hiểu được cái điều này hay rồi đó, thì một năm sau nói quý vị đã hiểu, rồi 5 năm sau nói quý vị cũng hiểu. Và cái điều này không ai cướp được quý vị. Không ai. Điều thứ tư, điều thứ năm nữa là cái trí tuệ. Trí tuệ là tài sản. Chúng ta thành công trên đời này không phải bằng trái tim, mà chúng ta nói hoài là chúng ta thành công trên cái đời này không phải bằng trái tim, không có. Mà chúng ta thành công trên cái đời này là do cái đầu óc chúng ta, do cái trí. Mà cái trí mà chúng ta thành công rồi, cái trí này người ta có thể giết quý vị được, nhưng mà ta không cướp được cái trí quý vị. Người ta có hành hạ đánh đập quý vị được, nhưng mà cái trí của quý vị làm sao người ta cướp được. Rồi lúc nào cái trí nó cũng đem theo quý vị hết. Đó là cái tài sản này gọi là tài sản bậc thánh. Cái tài sản này mà cái người trí đi tìm, nó là cái tài sản bậc thánh, chứ không phải tài sản ở ngoài đời. Cái tài sản ở ngoài đời đó, sau khi chết có thể người khác hưởng, nhưng mà cái tài sản bậc thánh là tính là tài sản, giới là tài sản, thí là tài sản, nghe nhiều là tài sản, trí tuệ là tài sản, không ai cướp được đó. Mình mệnh chung đi thì cái tài sản đi theo mình. Mình làm sao cái tài sản đi theo mình, chứ đừng có làm để cho người ta cướp đi. Thấy cái người có trí sẽ tìm thấy những cái tài sản đó, tức là thánh tài sản. Thì sau khi cái người bình thường á thì nghĩ rằng là tôi có con, tôi có tài sản, nhưng mà người sẽ không thấy cái khổ nằm trong đó, không thấy khổ trong đó. Có con khổ gì con, có của khổ gì của. Cái người có xe sợ mất xe, sợ hư xe luôn luôn, nó có cái niềm sợ tức là đó. Người có con bây giờ thấy nó đang ngoan hiền như vậy mà vẫn cứ sợ, sợ sau này nó không còn ngoan hiền nữa, nó theo chúng bạn, nó theo cái đời sống xã hội, rồi nó trở nên hư đốn, rồi nó sẽ tù tội, mình phải lo lắng cho nó hàng vậy. Cho nên cái người nghe, người mà không có trí á, nghĩ rằng tôi có con tôi sung sướng, cái sung sướng nó chỉ ít thôi, nó chỉ ít thôi, nó chỉ ngắn ngạn thôi, nhưng mà cái lo rất là nhiều, lo đến mức độ mà đứa con nó lập gia đình rồi vẫn cứ lo. Chúng tôi nói cho quý vị,
không phải lên lúc còn tấm bé đâu, không phải lúc nó còn nhỏ nằm trong nôi mình lo đâu, nó đi đứng rồi cũng lo, nó đi học rồi cũng lo, thậm chí khi mà nó lập gia đình rồi đó, nó có con rồi cũng lo, không cũng nào không lo đó. Chúng tôi thấy như nhiều người đi đâu không có cái tư tưởng nó không có thoải mái, hỏi sao vậy, phải về lo cho cháu, cháu nhà không ai lo, cái đó mình bị dướt mắt như đó mà mình không thấy, đây là một cái nỗi khổ mà. Cho nên cái người ngu nghĩ như vậy là khổ, nghĩ có con, quý vị nên thấy có cái gì là khổ cái đó, có là khổ, có là khổ, mà không có sướng hả? Không, không có cũng khổ, bởi vì nó có cái không có. Có con khổ gì con, đồng ý rồi. Không con sướng hả? Không, không con cũng biết khổ, bởi vì nó có cái không con chứ không phải không có. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có con rành rành rồi đúng không? Còn ngựa kia không con thì họ có cái không con chứ không phải họ không có. Mà có cái không con, đã có cái không con họ cũng khổ. Có con khổ gì con khổ gì không con. Chứ cái người mà nó không con thì sung sướng không có đâu. Mà hơn không con họ lo chứ, họ rất là lo. Lo sau này rồi á, có chuyện gì không ai giúp đỡ, không ai nuôi vân vân. Nó lo. Nhưng mà cái người đó lo vậy là nó không có hợp lý. Tại sao không hợp lý? Quý vị không có cái niềm tin. Nếu quý vị mà có cái niềm tin rồi đó, mình tin được cái phước mình sống bằng cái phước mình á, sau này ví dụ cho không có con gì nữa mà có phước, người có người khác tới họ giúp mình, họ sẽ vô ngủ mình, họ sẽ chăm lo cho mình, họ đôi khi họ chăm lo không lấy tiền công luôn, nhưng mà họ chăm lo rất là tích cực cho mình. Chưa chắc gì cái người mà có con tới chăm sóc cho bằng cái người mà họ tự nguyện mà tới chăm sóc. Cái người mà họ tự nguyện tới chăm sóc là người đó có phước đúng không? Người mà không có con chăm sóc một cái người khác tự nguyện tới chăm sóc mọi người có phước đúng không? Nếu mình phải tin tưởng mình có phước thì làm cách nào mình có phước đi cho đã. Cái con ở đây thì quý vị sẽ thấy rằng nếu như có những đứa con bất hiếu, nhớ tới những con nó hư thân mất nết thì người ta gọi là cái người này là bất hạnh vô phước đúng không? Còn nếu như có những đứa con nó ngoan hiền, dễ dạy, nó tốt đẹp, nó nết na, nó hiếu thảo, nói đâu làm đó, là nhà cửa lo chu tất hết, thì người ta nói là cái người này là người có phước đúng không? Có phước mới có được những con đó. Như vậy cái có con này, quý vị muốn là có con tốt hay có con xấu tự mình thôi nha. Muốn có con tốt là phải có phước đúng không? Còn muốn có con xấu thì đừng có phước, đừng có con xấu. Như vậy cái con này Đức Phật Ngài chỉ cho cái bất thiện nghiệp hay cái thiện nghiệp. Người mà có thiện nghiệp thì sẽ có con tốt. Ta có con. Những cái con không phải con bình thường cái thế gian này nữa. Mà con ở đây muốn chỉ cho cái quả của thiện hay quả của bất thiện. Cái người mà có quả bất thiện thì đứa con nó sẽ là bất hiếu, nó sẽ là quậy phá vân vân. Còn người có phước thì có đứa con có hiếu, có nó mang tới an lạc, nó đi đâu nó cũng nghĩ tới cha mẹ, nó mang đồ ăn về, đồ tốt nó mang về vân vân. Thế người đó người có phước. Mà chúng ta hiểu được lý do này là chữ con của Đức Phật dùng không phải là con theo ở cuộc đời nữa, mà con đây chính là cái quả phước hoặc quả bất thiện. Cái quả xấu thì là mình không hài lòng rồi đúng không? Cái mình làm việc bất thiện mà cái nó cho cái quả xấu là mình cũng ưa rồi, nó bị bất lạc, nó không có vui, không có thích gì là mình không hài lòng. Nhưng mà cái quả thiện nó tới ăn đồ ăn đầy đủ hết, không có thiếu món nào hết, ăn nhiều khi không muốn ăn nữa. Nếu mà có nhiều người muốn ăn không có tới gọi thiếu phước, người ăn không hết người đó có phước. Nhưng mà như vậy những cái quả an lạc tới, con đây cũng chỉ cho những quả an lạc hoặc là những quả bất hạnh, tức là quả xấu. Như vậy mình muốn có một đứa con tốt thì mình phải tạo nhiều phước. Cái người tạo nhiều phước rồi đó, về già không ai chăm nom cũng có người ta tới chăm nom. Quý vị tạo nhiều phước, quý vị phải tin tưởng rằng có chư thiên ở cái bên. Quý vị hồi hướng phước lên chư thiên. Khi mà chư thiên thấy cái người này không có ai chăm sóc, ổng sẽ xúi dục người khác tới chăm sóc.
mà sống đất rất là tốt hơn cái người trong gia đình nữa. Nên chúng ta phải tin tưởng cái phước nó là như vậy. Rồi như vậy chúng ta sẽ được giải quyết cái chữ con đây không phải là con bình thường bên ngoài nữa. Con là muốn chỉ cho cái phước, cái quả của phước và cái quả của mà bất thiện nghiệp. Thì khi mà có cái quả thiện hay quả bất thiện gì đó, hay là có mà tài sản chúng ta nói rồi, nhưng là tài sản của thế tục và tài sản của bậc thánh, nhưng mà đã có là phải khổ. Vì sao khổ? Vì gì có thì phải tái sinh. Quý vị làm việc phước thì cũng phải muốn hưởng cái phước đó, thì kiếp sau mình được sinh làm vô một cái gia đình tốt, một gia đình danh gia vọng tộc, dòng quan quyền chẳng hạn vậy. Giống như bà Visakha mới sinh ra là con gái, là cháu nội của ông đệ nhị trưởng giả trong cái thời Đức Phật, sinh ra giàu từ trong trứng nước giàu ra. Dĩ nhiên cái phước quá khứ không nói rồi, nhưng mà cũng nói sinh ra giàu từ trong trứng nước mà giàu ra. Mới sinh ra là có 500 cỗ xe dành riêng đi, nhưng mà sinh ra khổ không? Cũng khổ, lớn lên cũng khổ, rồi phải làm dâu cho một bá hộ, mà một bá hộ này một bá hộ theo ngoại đạo nữa chẳng hạn. May nhờ là bà rất thông minh, bà dẫn cho ông cha chồng mình quy ngưỡng Đức Thế Tôn, chứ không thôi thì như thế nào nữa. Cho nên đã sinh ra là phải có khổ thôi, cho dù là mới sinh ra đã giàu từ trong trứng nước rồi, nhưng mà lúc cái về già có đi lụm cụm không? Cũng đi lụm cụm. Rồi có chết không? Không chết. Có sinh, cái quả thiện nó cũng vẫn có cái khổ nằm trong đó. Rồi thánh sản, cái vị thánh A-la-hàm, cái còn một bước nữa đi tới A-la-hán rồi đó, có còn phải tái sinh không? Nó vẫn còn tái sinh, mà còn tái sinh phải đối diện với cái chết. Nghe chưa? Thì cái chết là một cái không ai thoát khỏi được, ngay cả là Đức Chánh Đẳng Giác cũng không thể thoát được, ngay cả Đức Phật cũng phải viên Phật mà, đâu có ai mà thoát khỏi cái chết đâu, không ai giống như chúng ta đó. Cho nên dù thánh A La Hàm chăng nữa cũng phải tái sanh, mãi tái sanh là đối diện với cái chết. Cho nên già thường lặp đi lặp lại với quý vị rằng, sở dĩ Bồ Tát đi tu, đi xuất gia, bỏ vàng son cung điện vợ đẹp con mới vừa sinh ra đi, cũng chỉ để giải quyết vấn đề làm sao đừng có già, đừng có bệnh và đừng có chết. Nên đi tìm một cái đạo để giải thoát cái điều này mà thôi. Cho nên những cái tài sản của thế tục là có ba tòa lâu đài của ba mùa ngài vẫn bỏ đi, có một cái cô vợ của đệ nhất hoa hậu trong cái thời đó cũng bỏ luôn, có một đứa con đầu lòng cũng bỏ luôn. Cho nên khi mà có đứa con vậy đó, người ta rất là sung sướng, nhưng mà không ngờ là vì sau này chính đứa con nó giết mình không thấy, do cái nghiệp quả trong quá khứ. Đây là trường hợp ai? Đây là trường hợp của vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương khi mà bà hoàng hậu Quý Đề Hy có thai, tự nhiên bà thèm máu của chồng mình, mà vua rất là chiều vợ, lấy một chén vàng ra, lấy một cái con dao cắt cái tay ra cho máu, rồi hỏi xuống một cái chén vàng đó đưa bà vợ uống. Bà vợ uống xong hết cơn cái ốm nghén đó, và những nhà chim tinh gia nó thằng bé trong bụng này nó sẽ giết cha nó. Quả thật khi vua được 67 tuổi thì bây giờ thì bà Đạt Đa đó xúi dục vua A Xà Thế là giết cha chiếm ngôi đi. Và ông giết cha mình, ông không phải giết cha mình, bắt ra cho mình giam vô trong ngục, bỏ đói. Giết cha cũng sợ, bỏ đói. Nhưng mà bà hoàng hậu lén mang mật thực tới để cho chồng em biết, rồi cấm bà hoàng hậu luôn, không cho mang tới nữa. Rồi ông vua này, vua Bình Sa nhớ ơn Đức Phật, cứ đi kinh hành. Vua A Xà Thế tới hỏi, ủa sao cha nhìn ăn mà da dẻ hồng hào vậy? Nói tại vì cha đi kinh hành niệm tưởng ơn Đức Phật cho nên nó không có gì hết. Vậy thì cấm cha đi kinh hành luôn, không cho đi kinh hành. Bằng cách là kêu người thợ cạo tới cắt cái chân. Một cái quả có cắt chân đó, không biết chúng tôi nói cho quý vị chưa, nhưng mà chúng tôi lặp lại, ai nghe rồi nghe, ai không nghe rồi thôi. Cái chánh điện quý vị, ngày xưa tiền nghiệp, tiền thân của vua Bình Sa cũng là ông vua, nhưng mà khi đi vào trong chánh điện này đó, ông không chịu bỏ giáp, ông mang giày đi vô trong cái chánh điện này.
Phải cho nơi này là cái chỗ mà chư tăng đang ngồi tụng niệm, hay là chư Phật tử đang ngồi tụng niệm, hay là chư tăng đang ngồi hành lễ. Ông làm vậy nhơ bẩn như vậy, do cái nghiệp này về sau bị đứa con là cắt chân. Thì ngay khi mà ông bị cắt chân rồi đó, thì vô mình xa yếu sức quá, nhịn đói, bị nhịn đói, bị đói đói mà bây giờ bị cắt chân nữa, ông chịu không nổi, ông gì chết. Thì trong lúc ông vừa chết thì ông vô A Xà Thế, ông mới nghe được một tin là vợ bà hoàng hậu, vợ của ông á, sanh ra đứa con trai. Nên ông này tên là Út Đa Dí Phách Đá, sau này tên là tên như vậy. Ông nghe có con trai mừng lắm, mừng lắm, vô là mừng. Thì cái quan này có hai cái tin, một là vua A Xà Thế có đứa con trai đầu lòng, hai là vua Bình Sa đã chết. Để mới phân dân là mình báo tin sao đây, bán báo tin có con hay là báo tin cha chết. Thì các quan hỏi là thôi giờ báo tin vua giọng trước đi, chứ báo tin cái kia ổng quạo lên nó mệt nữa, báo tin vui có được đứa con. Thì vua A Xà Thế nghe mình có con đầu lòng nó mừng lắm, rất mừng, nó chạy vô hỏi bà hoàng hậu chứ mẹ mẹ, ngày xưa mà mẹ sinh ra con á, cha con có mừng có vui không, cha con có thương con không? Cái bà hoàng hậu nói trên đời này mẹ chưa thấy ai mà người cha mà thương con như cha của con hết. Khi con được 3-4 tuổi á, cái ngón tay con nó bị cái nổi cái mục nhất đau nhất đó. Con khóc mà con ngủ không yên. Thì khi đó ôm con ra ở trên cái chầu á, tức là diện kiến với các quan đó, mà con khóc như vậy đó, cha con mới ngậm ngón tay của con, nhờ hơi nóng mới khiến cho con ngủ yên. Rồi nhờ cái hơi nóng cổ cái hơi trong miệng đó làm bể cái mục này ra. Mà cái mục, quý vị biết mục nhọt mà bể ra thì máu mũi tươm ra đúng không? Mà sợ con không dám, con sợ con đau nhất mất cái ngủ đó, cha con âm thầm nuốt hết những cái máu mũi đó. Như vậy thấy tình cha thương con đến mức độ như vậy đó. Thì nghe vậy là vua A Xà Thế nói vậy thì hãy ra thả cha ta ra, thả cha ra đây. Nhưng mà tới đây thì cha chỉ còn là xác không hồn thôi đó. Cho nên quý vị thấy là quý vị thương con như vậy, nhưng mà có một lúc nào đó con nó quay ngược mình, nghiệp quả mà làm sao mình biết được. Mà chỉ có đứa con mà nó không bao giờ quay lại với mình, mà lúc nào nó cũng thuận thảo với mình, đó chính là quả của thiện nghiệp. Cái quả thiện nghiệp không bao giờ nó quay ngược lại quý vị, nó không bao giờ mang tới gì cái đau khổ hết. Mình có được đứa con đó mới là điều tốt. Nhưng tuy rằng có đứa con đó cũng phải tái sanh đúng không? Cũng phải sanh tờ là phải sanh lại, phải đối diện với cái chết. Dù cho có đứa con đó, cái quả nó an lành cách nào chăng nữa cũng không bao giờ chúng ta sống hết cái trọn kiếp trái đất này. Không vậy đó. Cũng lúc nào chúng ta phải xuôi tay, rồi cũng phải tự giả nó thôi. Còn tài sản cũng vậy, chúng ta bỏ lại hết. Mang theo thánh sản, mà thánh sản một lúc nào đó nó theo mình một thời gian nào đó rồi nó cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Nó không có tồn tại. Ngay cả cái bản thân này nè, cái bản thân này nó nói bản thân nhưng mà thật sự ra các bạn sẽ giải thích nè. Cái bản thân này chúng ta có 5 thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó là ngũ uẩn á, thân 5 uẩn đó. Và một lần nọ khi cái dòng sông Hằng nó đổ xuống từ trên núi đổ xuống như vậy, và Đức Phật ngài cùng với chư Từ Khưu đi ngang qua đó, ngài đứng lại, ngài ngồi trên một chỗ ngồi soạn sẵn. Nơi cái dòng sông Hằng nó đổ xuống vậy thì nó da vô trong những cái tảng đá như vậy, thì cái những đám bọt nó nổi lên, nó bọt lên. Đức Phật nói này các Từ Khưu, cái sắc uẩn này nè nó giống như đám bọt ấy. Nó có rồi, nó rã, nó hợp lại, nó rã hợp nữa ra. Cái sắc uẩn này nó chỉ là sự tụ họp của đất nước lửa gió. Nếu không có đất nước lửa gió thì nó sẽ rã ra. Và chính đất nước lửa gió này khi mà nó không có hài hòa với nhau thì chúng sanh nó bị bệnh. Cái chất lửa trong người mình nó lên cao quá, chất lửa trong người lên cao quá mình bị nóng sốt, mình mê man, mình không còn biết gì nữa. Còn lạnh quá mình co rúm lại luôn, nó gây cho mình cái khổ thọ. Rồi cái chất nước mình nó nhiều quá, nó ứ động khiến mình là hôn mê, mình bị phù thủng vô vật. Cái trong người mình cái tứ đại này nè, đất nước lửa gió này nè, mà nó không có hòa hợp nhau, nó không giao hòa với nhau được à, mà nó một cái nào nó trội lên là nó gây dùng chứng bệnh cho mình đang nằm ngủ vậy á, mà nếu như mà cái chất gió nó đi cũng được à, nó lại nó đẩy cũng được, cái chất nước này nó lưu thông cũng được, nó ngãn lại chỗ đó.
Mình thức dậy một cái là chỗ đó nó tê ơi là nó tê. Và trong khi mà nó tê vậy, mình nằm thấy những cái cơn khủng hoảng luôn, những cái chim bao giật mình, người ta rượt mình chạy cúm giò, muốn chạy chạy cúm giò luôn. Giật mình thức dậy thở thở hào hởn nè, mình thấy là chẳng có ai được gì mình hết, đó là những giấc mơ vậy. Thì cái đó những cái tứ đại nó bất hoạt, mà tứ đại này nó hợp nhau như vậy, giống như những cái bọt nước nó hợp nhau rồi, một lúc nào nó tan rã nè, nó không có tồn tại được. Cái sắc quẩn này giống như là cái bọt nước, rồi cái thọ quẩn này, cái thọ quẩn là cái sự cảm thọ mình, nó nổi lên nó mất, nổi lên nó mất, nó giống như cái phần này giống như cái bông bóng nước. Cái trời mưa ngọ xuống thì thấy những cái giọt mưa xuống cái bài sân mình, nó nước nó động, nó có những giọt nước nổi lên, cái giọt nước nó nổi lên cái xíu là tắt, nổi cho nó tắt. Cái thọ này nó cũng vậy thôi. Rồi cái tưởng quẩn này nó giống như là cái trời nắng nha, mình nhìn á mình thấy những cái bông hoa nắng á, ráng nắng như vậy. Rồi cái hành quẩn này, cái hành quẩn này nó giống như cái cây chuối, cái chuối mình thấy to lớn như vậy, lọt và cuối cùng nó không có lõi nào hết. Cái chuối này không có cốt lõi nào hết, vì cái hành quẩn này nó cũng không có cốt lõi nữa. Còn cái thức quẩn này mới thấy nó mất đó thôi, mới thấy nó mất đó, nó biến dạng vô cùng giống như nhà ảo thuật vậy. Cho nên cái năm quẩn này vốn là không có, nó không có gì vững bền hết. Cho nên Đức Phật nói là Atahi Atano Natho, cái bản thân này vốn không có, bởi vì nó rỗng rang, nó không có gì hết, là cái tính vô ngã của cái xác thân này, nó không có một cái bản ngã nào tồn tại trường cửu bền vững cả. Là Đức Phật mới kết luận ở cái câu là con đâu tài sản đâu. Câu này rất là thâm sâu, nghĩa là hiểu theo cái bình thường, cái người mà chết rồi bỏ lại con, con đâu có giúp đỡ gì mình được đâu, cái cùng lắm là nó làm thất làm dỗ mình, nó hồi hướng mà không biết nó hồi hướng thật không nữa, hay là nó bày cái đám dỗ ra để kiếm chuyện ngồi nhập nhau để mà nó thương cha thì ít mà ăn thì nhiều, đại khái như vậy. Nên chúng ta mới thấy gặp nhau nhắc nhở ông cụ bà cụ chút xíu thôi, gọi là vô anh nó là như vậy, nó thương mình không bao nhiêu đó, mà nó thương nó nhiều hơn. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình hết. Để cái bề ngoài chúng ta nghĩ nó là như vậy, nhưng mà thật sự cái con đâu chỗ này rất là sâu thẳm. Như chúng tôi nói với quý vị rằng sao là cái con, cái chữ con của Đức Phật dùng đó, muốn chỉ cho cái quả an lành hoặc là quả bất hạnh. Mà quả an lành hay quả bất hạnh là phải có tái sinh mới có. Bây giờ nếu mà không có tái sinh thì không có thể có cái quả an lành, không có tái sinh là không có quả bất hạnh. Con đâu tức là quả tái sinh ở đâu. Cái người nào mà không có quả tái sinh, chỉ có bậc thánh A-la-hán viên tịch mà thôi. Cái vị tánh A-la-hán viên tịch thì không có sự tái sanh. Mà đã không có sự tái sanh thì không có con bất hiếu, cũng không có con có hiếu. Con có hiếu là có sự tái sanh, cái phước đúng không? Rồi con bất hiếu là tái sanh, con không có phước đúng không? Mà là không có tái sanh, không có con có phước, cũng không có con vô phước. Tức là chỉ cho một sự viên tịch của vị tánh A-la-hán. Tài sản đâu? Con đâu tài sản đâu? Ngoài cái tài sản tục thế bỏ lại đã đành rồi, cái tài sản thánh sản nó mang theo cho đến như bà Vissakha chẳng hạn. Bà Vissakha chứng quả dự lưu lúc 7 tuổi, bà có 5 cái loại tài sản là tính tài sản, giới tài sản, văn tài sản, ý tài sản và tuệ tài sản. Và 5 loại tài sản này mang theo cho bà, đi theo bà suốt cả 113 cái năm còn lại của nhân loại. Bà vẫn cứ là bậc thánh mà. Bậc thánh dự lưu lúc 7 tuổi, bà sống 120 tuổi, vậy là 113 năm còn lại. 113 năm còn lại tài sản bậc thánh vẫn có. Hết cái kiếp này bà tái sanh lên cõi Tha Hóa Tự Tại, bà làm vị thiên hậu của thiên chủ chủ ở đó. Thì bà có sanh tin đó chăng nữa thì 5 loại tài sản này vẫn có cho bà, nó cũng đâu mất. Trong cái kiếp này thì bà chứng đạt được nhất lai, chỉ là cho sanh lại cõi dục này một lần nữa mà thôi. Rồi hết kiếp đó bà tái sanh xuống cõi Quá Lạc Thiên. Ở cõi Quá Lạc Thiên này bà chứng quả A Na Hàm, quả thánh thứ ba đó.
luôn cả những cái phần thiền. Dứt kiếp này thì bà dứt cái kiếp thứ hai này đó, bà tái sanh ở cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc của căn. Tái sanh ở cõi vô phiền, bà sống 1000 kiếp trái đất. Tái sanh ở cõi vô nhiệt, bà sống 2000 kiếp trái đất. Tái sanh lên cõi thiện kiến, bà sống 4000 kiếp trái đất. Tái sanh ở cõi thiện hiện, bà sống 8000 kiếp trái đất. Rồi tiếp tục bà sống lên, bà tái sanh cõi sắc thú cánh. Cõi sắc thú cánh sống 16000 kiếp trái đất. Vị chi từ khi bà tái sanh lên cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc thú cánh, bà sống tất cả là 31000 kiếp trái đất nữa. 31000 kiếp trái đất. Mà trong 31000 kiếp trái đất đó, những cái thánh tài sản này là không bao giờ mất, không bao giờ mất. Nó theo đến mức độ vậy. Và nó sẽ mất khi nào? Khi bà viên tịch. Viên tịch thì tài sản thì cũng không còn nữa. Cho nên tài sản đâu? Tài sản đâu? Tài sản thế tục nó không có, đã đành rồi, đã đành rồi. Mà cái thánh sản ở đâu? Thánh sản cũng không có luôn. Để vì vậy thánh A-la-hán đã viên tịch rồi thì tất cả đều là trở về rỗng công hết. Cho nên cái câu kệ này Đức Phật chót đó, Đức Phật chỉ ra cái sự viên tịch của vị thánh A-la-hán. Mà để có sự viên tịch của vị thánh A-la-hán đó thì cái người này phải biết quán xét rằng cái thân ngũ uẩn này nó vô ngã, biết thấy rõ cái vô ngã chính là cái pháp quán, tức là pháp minh sát. Thấy được cái pháp minh sát, thấy được vô ngã này, nó không còn bám víu gì ở cái trần gian hết, không bám víu cái con. Biết con nó là một kết quả, và tìm cái kết quả mà nếu còn luân hồi tìm đến một đứa con có kết quả nó là đứa con hiếu thảo. Mà muốn có đứa con hiếu thảo thì phải tạo những cái thiện nghiệp, cái thiện nghiệp này mới cho đứa con có hiếu thảo. Còn nếu mà không tự thương mình á, không tự thương mình á nha, cái người nào mà tự ghét mình á thì tạo ra cho một đứa con bất hiếu. Cái tạo bất hiếu đó chính là kết quả của bất thiện nghiệp. Cho nên cái câu đầu Đức Phật ngài chỉ ra cái thiện nghiệp để mà thực hiện, rằng lánh xa cái bất thiện nghiệp đi, và chỉ ra cái tài sản con đâu, và chỉ cho cái thiện nghiệp. Con ta chứ, con ta nghĩa là chỉ cho cái thiện nghiệp. Tài sản ta chỉ cho cái thánh sản nha. Rồi quán tưởng rằng cái thân này nó là vô ngã, không có gì hết. Rồi mình không có lo ngại đó nữa. Nếu mà người có phước không có lo ngại, cái người vô phước mới sợ sợ. Quý vị nhớ nha, chúng ta lặp đi lặp lại rằng cái người nghĩ rằng sở dĩ người ta có con thì sợ rằng về già không ai nuôi cho mình, không ai nuôi mình. Cái lo sợ vậy đó. Mà sao không nghĩ rằng mình sống nhờ cái phước, cái phước trợ giúp cho mình. Mình có đầy đủ những cái tiện nghi, mình có đầy đủ những cái vật dụng, mình có đầy đủ những sự an lạc. Đó là do mình có phước. Còn mình không có phước, dù có chục đứa con nó cũng bỏ mình. Mình đã không có phước rồi, dù có chục đứa con nó cũng bỏ mình, hoặc nó có kiếm chuyện này đi chỗ này chỗ kia thì hết. Còn mình có phước, người không phải là con mình, nó cũng tới, nó giúp mình như là người con thật sự. Cho nên mình phải đi tìm một cái cội rễ chỗ cái an lành, đó chính là mình để tạo cái phước. Rồi quán tưởng quán xét về vô thường khổ vô ngã để có được cái tài sản bậc thánh. Rồi quán xét để mà ly tham, lìa bỏ cái tham, không vướng mắc cái trần gian này nữa, thì trở thành bậc thánh A-la-hán khi viên tịch, thì chấm dứt giải thoát hoàn toàn. Đó là câu kệ này, ý nghĩa là như vậy nha. Và chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng sẽ nắm bắt được cái ý nghĩa thì chúng tôi muốn nói nha. Ngày đấy cũng không có quá khô khan nữa đúng không? Vậy thì phước báo phát sinh lên trong thời hôm nay, xin đem lại an lành cho cũng giờ đến chư Tôn Đức Tăng, đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư Thiên ở chung quanh đây, nhất là chư Thiên ở chùa Định Huệ này. Cầu mong các ngài quan thị thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nỗ lực thực hành để chứng đắc đường đạo quả Niết Bàn. Nương theo quả phước này đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó được tái sinh vào nhàn cảnh, được kết quả làm người, quả chư thiên hay Niết Bàn theo như ý nguyện, đặc biệt là sống trong màu qua giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá.
Rồi quý vị lặng tâm lại để nghe phút chút. Sapidio Vajanusa Baro Gena Sutama Te Phava Toan Tara Yo Sukhi Di Kha Yuko Phava Phiwa Dan Sri Le Sanit Chang Vodha Baja Jino Chak Paro Thamma Va Tham Diya Yuvanno Sukhan Ba Lăng Ca Môn Pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp em vui sức mạnh hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão tất cả phước báo ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.